với số vốn khoảng tầm 6 tỷ đồng và với một mong muốn là có thể đầu tư một sản phẩm bất động sản mà có thể khai thác ngay trong vòng nửa năm nữa, thì anh chị các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào ạ? Xin chào anh chị các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Tôi Đăng Dương, trong video ngày hôm nay thì Dương sẽ đưa anh chị và các bạn đi tham quan dự án Dragon Ocean Đồ Sơn. Hiện giờ ấy, thì Đồi Rồng Đồ Sơn là một dự án đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên là trong số rất nhiều những sản phẩm thì để mà lựa chọn được ra một sản phẩm tốt phục vụ cho nhu cầu ở, nhu cầu đầu tư, nhu cầu khai thác cho thuê của anh chị thì không hẳn là lúc nào chúng ta cũng lựa chọn đúng đâu. Thế thì trong video hôm nay Dương muốn giới thiệu với anh chị và các bạn một căn shop house. Shop house này là shop house mặt hồ và mã căn của nó là 1206 L1206 đây. Và Dương đang đứng ngay phía trước căn shop house. Và căn shop house này ấy, thì có đặc điểm là gì ạ? Nằm ở một vị trí là ba mặt thoáng như anh chị thấy này, mặt đằng trước này, mặt bên cạnh và mặt đằng sau. Đặc biệt là gì ạ? Đối diện với căn shop house của chúng ta đấy là hồ truyền thuyết, hồ nước ngọt duy nhất tại dự án đó. Và phía xa kia thì là một dãy núi, gọi là núi thôi nhưng thực ra cái chiều cao của nó rất là vừa phải, nó giống như là một quả đồi vậy. Nó trông rất là đẹp và về cái mặt phong thủy cũng tốt, mà về cái mặt là gọi là khí hậu cũng rất là tốt. Rồi xin mời anh chị chúng ta đi vào tham quan trực diện sản phẩm này ạ. Tại sao Dương lại nói rằng chỉ với 6 tỷ thôi là chúng ta đã có thể đầu tư một căn shop house như này? Với căn shop house này thì cái giá trị thực của nó chắc chắn là sẽ nhiều hơn rất nhiều. Hiện tại giá trị thực của giá bán của căn shop house này là gì ạ? 20 tỷ 500 triệu, 20 tỷ 500 triệu. Và với một cái chương trình đó là gì ạ? Chương trình cho anh chị vay đến 70% và ân hạn lãi suất trong vòng 12 tháng với những sản phẩm mà đã xây và đã đi vào chuẩn bị hoàn thiện như này. Rồi, thì như anh chị có thể thấy này, Dương đang đứng trên một cái phần vỉa hè này thì rộng đến 7m anh chị nhá. Vỉa hè này rộng 7m và anh chị nhìn cái phần bên cạnh này mà xem. Đó, một cái khoảng không gian vô cùng rộng. Và tháng 7 này thôi thì chủ đầu tư sẽ đưa một số cái hạng mục của dự án đi vào khai thác. Bởi vì ngay bây giờ là cái thời điểm mà tháng 3, tháng 4 thôi. Thì khi mà anh chị xuống đây thì chúng ta đã thấy rằng là gì ạ? Người dân Hải Phòng đã bắt đầu nô nức xuống, kéo nhau xuống đây vào những cái ngày cuối tuần để mà check in rồi. Mặc dù là những cái dịch vụ chưa thực sự là đi vào hoạt động, nhưng mà đến tháng 7 những cái dịch vụ ví dụ như là Dragon Beach đi vào hoạt động này, sân golf đi vào hoạt động này, và một phần của công viên nước đi vào hoạt động, thì cái không khí dưới đây rất là tấp nập. Và thậm chí là những cái căn shop house này ấy, có thể hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng luôn, ví dụ như các dịch vụ như nhà hàng, ăn uống, cà phê hay là homestay đó. Và đi lối tiếp sau, ra đằng sau nữa thì là một cái khoảng nữa, đấy là một cái khoảng công viên giữa hai cái khu, hai cái dãy liền kề với nhau đó. Thế thì như anh chị thấy là toàn bộ cái căn này nó rất là thoáng là như thế. Và bây giờ thì mời anh chị chúng ta cùng đi vào, chúng ta tham quan không gian bên trong của căn shop house này. Dương xin nhắc lại, căn shop house này thì có mã căn là L1206 với diện tích là 216 m², 212 m² đó, và xây dựng 5 tầng, hướng chính là hướng đông bắc và hướng phụ thì là hướng tây nam. Đó, đây chúng ta sẽ đi vào bằng cái lối cửa phụ này. Đây, mời anh chị chúng ta vòng ra đằng sau này đi. Thì khi mà chúng ta mua nhà vào thời điểm này ấy, thì chúng ta sẽ xem được về những cái bố trí, về những cái chất liệu, rồi về những cái chất lượng khi mà chủ đầu tư thực hiện xây dựng đó. Thì khi mà anh chị xuống đây ấy, thì anh chị sẽ thấy rằng là chủ đầu tư xây dựng rất là chắc chắn và kiên cố đó. Đặc biệt là với dự án này thì tất cả các căn biệt thự hay là liền kề hay là shop house ấy, thì đều được thiết kế những cái hố chờ thang máy như thế này. Đây là một điều mà không phải chủ đầu tư nào cũng làm sẵn những điều này. Có những chủ đầu tư thì họ đổ hết một cái mặt bằng như này và về thì chúng ta phải đục ra để mà làm hố chờ thang máy, rồi để mà làm cầu thang, hoặc một số khác thì lại phải phá cái cầu thang đi để mà làm thang máy hoặc là xây mới cái cầu thang. Thế thì nó rất là bất tiện. Nhưng mà với dự án Dragon Ocean Đồ Sơn của chúng ta ấy, thì những cái không gian như hố chờ thang máy, như là cầu thang đều được thiết kế sẵn hết rồi. Và đây là cái không gian bên tầng trên như này, rất là rộng đúng không ạ? Với cái diện tích mặt sàn tổng 5 tầng là 566 m², thì chúng ta có thể sử dụng tầng 1, tầng 2 để mà kinh doanh
cà phê, kinh doanh bar, pub. Còn tầng 3, 4, 5 thì chúng ta có thể hoàn thiện thành những cái căn hộ khai thác loại hình homestay. Và Dương cũng đã trải nghiệm rất nhiều những cái loại hình homestay đó ở những tỉnh, thành phố du lịch khác và thấy rằng đó là một cái hình thức khai thác vô cùng hiệu quả. Và ở đây thì vì là căn góc ấy, nên là mọi người nhìn này, những cái hệ cửa được bố trí khắp nơi làm cho không gian bên trên này cảm giác nó rất là thoáng đó. Và đây những cái phần như này này, đó, đường ống các thứ này đã đi sẵn hết rồi. Và chúng ta có thể nhìn bên trên tầng, trên trần này là gì? Những cái hệ thống trần này làm rất là kiên cố và chắc chắn. Đây, cửa sổ đây đó. Cái ưu điểm của lô góc ba mặt thoáng là như thế là gì? Ba mặt xung quanh thì đều rất là thoáng và cửa sổ mở ra thì cái không khí bên trong nó rất là thoải mái trong lành. Với những căn mà đã xây dựng hoàn thiện và có thể bàn giao như thế này rồi, tức là xây dựng xong rồi và có thể bàn giao luôn cho chủ nhà, thì hiện tại bây giờ cái chính sách bán hàng của chủ tư là hỗ trợ ân hạn 12 tháng không lãi suất cho cái phần vay 70% giá trị căn nhà của anh chị. Còn với những căn nào mà mới đang xây thì hỗ trợ lên đến 18 tháng, còn những căn nào mà còn chưa xây thì hỗ trợ lên đến 24 tháng. Thì đấy là một phần chia sẻ thêm cho anh chị và các bạn. Còn nếu như với những cái căn như này mà chúng ta về đây chúng ta hoàn thiện sớm trong vòng từ 6 cho đến 9 tháng sau khi mà nhận bàn giao nhà của chủ tư ấy, thì chúng ta sẽ được nhận thêm những cái gói chiết khấu về nội thất. Cụ thể thế nào thì Dương sẽ cập nhật chi tiết cho anh chị, bởi vì nó có thể thay đổi theo thời gian mà. Đó, đây là không gian bên trên. Thì mọi người thấy rằng là không gian bên trên này rất là thoáng. Đây, Dương sẽ mở cái cửa sổ ra. Ban công thì rất là rộng đó. Thậm chí nếu như chúng ta làm cà phê thì có thể cái khu ban công này chúng ta có thể làm được một cái bàn cà phê ở ngoài này luôn đó. Và thực sự là khi mà chúng ta ở bên dưới tầng 1 ấy, thì chúng ta cảm giác cái không gian, cái hồ rồi là cái núi kia chúng ta chưa cảm nhận hết được đâu. Khi chúng ta bước lên đây chúng ta mới cảm nhận được cái giá trị của gì ạ? Cái view hồ và cái view núi trước mặt chúng ta thế nào. Còn biển thì đương nhiên lúc nào cũng sẵn sàng. Đó, đấy là không gian trên tầng 2. Dương xin nhắc lại là hiện giờ thì căn shop này của chúng ta đang có giá là 20 tỷ 500 triệu. Nhưng nếu như mà anh chị sử dụng chính sách ngân hàng ấy thì sẽ được hỗ trợ lên đến 70%. Vậy thì cái số vốn ban đầu chúng ta bỏ ra ấy, đâu đấy chỉ khoảng tầm hơn 6 tỷ mà thôi. Hơn 6 tỷ. Đó. Là chúng ta đã có thể làm gì ạ? Về đây khai thác, hoàn thiện sau đấy thì khai thác. Hoặc thậm chí là chúng ta có sử dụng để ở luôn. Đó. Và với cái việc mà thành phố Hải Phòng đang rất là tích cực trong việc đẩy mạnh du lịch của Đồ Sơn, của Cát Bà, cũng giống như là việc chủ đầu tư Vạn Hương và đơn vị phát triển là công ty Grisimco đang rất là tích cực hoàn thiện hết tất cả những cái hạng mục khác của dự án, thì chắc chắn rằng là mùa hè năm nay, tháng 7 năm nay thì làm sao ạ? Thì Đồi Rồng, Đồ Sơn sẽ là một cái điểm đến du lịch của rất là nhiều người dân thành phố Hải Phòng. Và với 12 tháng là 12 chương trình lễ hội ca múa nhạc thì chắc chắn rằng bất cứ anh chị nào khi mà anh chị đã xem được đến đoạn video này thì Dương tin rằng anh chị sẽ không thể ít nhất một lần đến dự án này trong mùa hè năm nay. Rồi, đây đã là không gian bên trên, tầng trên cùng đó. Thì mọi người thấy là mặc dù đây thực tế nó giống như là một cái tầng gọi là tầng áp mái vậy, nhưng mà mọi người thấy không gian là sao? Rất là rộng đúng không? Rất là rộng đó, bởi vì diện tích của căn này là lên đến 212 m² đó. Thì với không gian bên trên này thì Dương có thể nhẩm 1, 2, 3, 4, thậm chí là chúng ta có thể ngăn được ra làm 4 phòng nếu như mà chúng ta khai thác loại hình căn hộ homestay đó, ngăn được ra làm 4 phòng luôn. Đây thì có một cái cửa mở ra này, cửa này thì mở hình như kiểu này đó, rất là thoáng. Thực sự là với một căn shop như này ấy, thì dù mục đích của anh chị và cô chú mua để làm gì, mua để ở, mua để đầu tư lãi vốn hay là mua để đầu tư lãi vốn hay dòng tiền thì đều rất là xứng đáng cho một sản phẩm như này đó. Và Dương rất là mong muốn có cơ hội trực tiếp tư vấn cho anh chị và cô chú về dự án Dragon Ocean Đồ Sơn cũng như là về căn
shop house này. Và Dương tin chắc rằng không còn nhiều thời gian để cho anh chị và các bạn có thể sở hữu căn shop house này đâu. Nên là gì ạ? Hãy liên hệ với Dương sớm nhất có thể. Rồi, xin chào nhé.